đúng vào thời điểm chuối phục vụ Tết Nguyên Đán chuẩn bị ra buồng, bão số 3 ập đến, gần như xóa sổ vựa chuối lớn nhất Hải Phòng. Sau hơn chục ngày, ông Đào Văn Nguyên ở xã Liên Khê vẫn chưa dọn xong vườn chuối đổ gục. Thiệt hại nghiêm trọng khiến việc thuê nhân công trở nên khó khăn. Ông Nguyên buồn bã, cả gia đình trông vào mấy sào chuối Tết, giờ chẳng còn tài sản gì. Liên Khê là vựa chuối lớn nhất của khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh với gần 200 hectare. Chuối trồng ở đây được ưa chuộng do chất lượng tốt. Chuối bán dịp Tết thường có giá cao, mỗi buồng có thể lên đến 1,2 triệu đồng, giúp người dân thu lợi nhuận đáng kể. Nhưng bão số 3 đã gây thiệt hại lớn, khiến nhiều người mất trắng. Tổng thiệt hại nông nghiệp của xã lên đến 200 tỷ đồng, trong đó 3/4 là từ chuối và na. Dù thiệt hại lớn, ông Nguyên vẫn nỗ lực phục hồi vườn chuối, nhưng thiếu cây giống và nhân lực khiến việc khôi phục trở nên khó khăn. Nhiều hộ dân cũng dự đoán chuối Tết năm nay sẽ khan hiếm, giá cao hơn nhiều. Ngoài chuối, na bở ở đây cũng chịu thiệt hại nặng nề. Dù vụ na đã thu hoạch, nhưng cây bị gãy đổ, tổn thương dễ, phải mất ít nhất 1 năm mới có thể hồi phục. Cây non cần từ 3 đến 4 năm để ra quả, nhưng năng suất thấp. Không chỉ Liên Khê, các làng nghề trồng đào, quất ở huyện An Dương cũng điêu đứng sau bão. Nhiều nhà vườn trồng đào bị thiệt hại nặng nề, đe dọa thu nhập hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Do ảnh hưởng của bão số 3 và mực nước sông Hồng dâng cao, hàng trăm hecta hoa đào tại Nhật Tân và Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội đã gần như mất trắng. Sau gần một tuần ngập lụt, khi nước rút, người dân chỉ còn thấy những gốc đào khô héo, thiệt hại hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng khiến họ rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Tại Phú Thượng, 90% cây đào đã chết do ngập lâu trong nước. Bà Lê Thị Lụa, người có 300 gốc đào, bất lực nhìn tài sản cả đời trôi theo dòng lũ. Bà từng hy vọng thu lãi 200 triệu đồng cho vụ Tết, nhưng giờ phải chặt bỏ những gốc cây đã chết khô. Tương tự, bà Nguyễn Thị Thơm và bà Mai Thị Thu Hương cũng không giấu nổi xót xa khi cả vườn đào đầu tư tiền tỷ bị lũ cuốn trôi. Cây đào đã chăm sóc suốt nhiều tháng, giờ chỉ còn là những gốc cây héo úa. Họ cho biết sẽ phải mất từ 1 đến 2 năm để phục hồi, nhưng cây giống cũng đã rất khan hiếm. Tại Nhật Tân, thiệt hại tuy ít hơn nhưng vẫn rất lớn, cả khu vực Tây Hồ bị ảnh hưởng nặng nề, với tổng diện tích lên tới 105 hectare hoa đào bị ngập, thiệt hại ước tính lên tới 85 tỷ đồng. Chính quyền đã hỗ trợ bà con vay vốn, không lãi suất trong 3 năm để tái sản xuất, nhưng việc khôi phục làng hoa sẽ còn rất gian nan. Giá lúa gạo hôm nay ngày 20 tháng 9 tại đồng bằng sông Cửu Long có biến động. Gạo nguyên liệu giảm 400 cho tới 450 đồng 1 kg, lúa tăng nhẹ 100 đồng 1 kg. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, lượng lúa về ít, giao dịch chậm do mưa nhiều. Ở An Giang, lúa IR50404 tăng lên 7.300 đến 7.500 đồng 1 kg. Các loại lúa khác cũng ghi nhận mức giá ổn định. Thị trường nếp Long An duy trì giá đi ngang ở mức 9.800 đồng đến 10.000 đồng 1 kg. Giá gạo nguyên liệu IR504 hè thu giảm còn 10.300 đến 10.500 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 ở mức 13.000 đến 13.200 đồng 1 kg. Phụ phẩm như tấm OM5451 và cám khô cũng giảm nhẹ. Tại các chợ lẻ, giá gạo không thay đổi, với gạo nàng nhen cao nhất 28.000 đồng 1 kg. Các loại gạo khác dao động từ 15.000 đến 22.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam duy trì ổn định, với gạo 5% tấm ở mức 565 đô la Mỹ một tấn. Giá tiêu hôm nay ngày 20 tháng 9 dao động từ 148.500 đồng đến 151.000 đồng 1 kg, tăng 500 đến 2.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu và Bình Phước đều ghi nhận mức tăng này. Nguyên nhân chính là do nhu cầu từ Hoa Kỳ, EU và châu Á tăng trở lại, trong khi lượng hàng tồn kho chỉ còn 30%. Tuy nhiên, xuất khẩu tiêu Việt Nam trong tháng 9 giảm 30% so với tháng trước, khiến giá tiêu xu hướng khó tăng mạnh trong thời gian tới. Thời tiết hạn hán kéo dài cũng dự báo làm chậm vụ thu hoạch năm 2025. Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đen và trắng vẫn duy trì mức cao, đặc biệt là tại Indonesia, nơi giá đang tăng nhanh do thu hoạch hoàn tất và nguồn cung cũng hạn chế. Việc sầu riêng đông lạnh được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc vào cuối năm 2024 hứa hẹn sẽ giảm ổn định giá cả và nâng cao giá trị xuất khẩu của loại sầu riêng này, không chỉ tại Lâm Đồng mà trên cả nước. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng đông lạnh đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là các quy định nghiêm ngặt về chất lượng hàng hóa. Nghị định thư
ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho ngành sầu riêng, đặc biệt với các sản phẩm đông lạnh như sầu riêng nguyên trái, xay nhuyễn và cơm sầu riêng. Năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 500.000 tấn sầu riêng, đạt giá trị 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 80% được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tại Lâm Đồng với diện tích trồng sầu riêng hơn 22.000 ha và sản lượng thu hoạch 47.195 tấn, việc mở rộng thị trường xuất khẩu sẽ mang lại tiềm năng lớn cho địa phương. Các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực đáp ứng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và năng lực cấp đông nhằm tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường Trung Quốc. Dù vậy, xuất khẩu sầu riêng đông lạnh yêu cầu đầu tư lớn và phải tuân thủ chặt chẽ các quy trình về an toàn và đóng gói, nhưng tiềm năng cho doanh nghiệp và nông dân là rất rộng mở, đặc biệt trong việc tận dụng nguồn hàng không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu trái tươi. Chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nông dân Online được phát sóng trên kênh VTC16. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất của dòng chảy tin tức trong 24 giờ qua trên các trang báo mạng và mạng xã hội. Và tôi là Quỳnh Anh. Và tôi là Thanh Huyền, và chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cơn bão số 3 vừa đi qua đã được hơn 10 ngày, thì cơn bão số 4, số 4 đã vào các tỉnh miền Trung. Và mặc dù còn đang gấp rút khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, thì nhưng mà ở một số địa phương có ít nguy cơ ngập lụt, người dân đã thu gom áo phao để gửi và hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung nếu cần. Ngay khi theo dõi thông tin cơn bão số 4 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, ở nhiều địa phương bị ngập lụt tại miền Bắc sau bão số 3, chính quyền đã kêu gọi người dân thu gom áo phao để gửi ủng hộ miền Trung khi cần, đồng thời góp phần tái sử dụng để ủng hộ miền Trung khi cần. Để hiệu quả và tránh lãng phí bảo vệ môi trường, chuyên gia dự báo thời tiết Độc Lập, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, người có lượng theo dõi hơn 680.000 trên mạng xã hội Facebook Huy Nguyễn, cũng đã đưa ra dự báo trong nửa cuối tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2024, tình hình mưa bão và lũ sẽ phức tạp khó lường ở miền Trung, kêu gọi các nhóm cứu hộ, cứu trợ, áo phao phát chưa hết, không nên cố phát cho hết. Hãy mang về dự trữ cho các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra ở miền Trung trong thời gian tới. Thưa quý vị, tang thương làng nủ, đó là cụm từ mà mỗi lần nghe thôi, gần như là mắt ai cũng sẽ ngấn lệ, đúng không ạ, thưa chị Thu Huyền? Vâng, đúng là như vậy, và kể cả là những ngày qua thì tôi vẫn luôn luôn theo dõi những thông tin về làng nủ, và mỗi một lần theo dõi như vậy thì tôi vẫn không kìm được lòng mình. Rõ ràng là một ngôi làng đáng lẽ bình yên bên những ngọn núi cánh rừng che chở bao đời. Trẻ em sẽ lớn lên, được hưởng một cuộc sống bình yên, thì nay các em đã sang thế giới bên kia. Và tôi thực sự là đã rớt nước mắt khi mà ngày Tết Trung Thu, người dân lặng lẽ thắp nhang, gửi quà bánh đèn ông sao về thế giới bên kia cho các em nhỏ không may mắn tại làng nủ. Vâng ạ, và trong tận cùng của nỗi đau thì chúng ta vẫn nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, và đó chính là sự chung tay gấp rút xây dựng tại làng nủ cho bà con, là hình ảnh của hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội đã dầm mình trong bùn đất và bới từng gốc cây, lật từng tảng đá, mong muốn sớm tìm được đồng bào mình. Hay là gần đây nhất trên mạng xã hội đã có chia sẻ một clip dù chịu mất mát đau thương khi mà mất gia đình sau vụ sạt lở, thế nhưng mà anh Hoàng Văn Nhâm, một người dân ở thôn làng nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai vẫn quyết định đóng góp 10 triệu đồng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cũng được rất nhiều nhà mạnh thường quân và các nhà tài trợ là hỗ trợ. Thì bây giờ em muốn cái ra một phần nhỏ nào đó gửi lại bên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ lại cho bà con những nơi khác nữa, vùng quê khác nữa. Thì em muốn gửi lại 10 triệu để gửi vào cho vào Mặt trận Tổ quốc để cho có thêm thắt mỗi người một đồng. Chị không biết nói gì hết. Vâng. Chắc là phải thay mặt bà con nhân dân Việt Nam để đồng cảm với em. Vâng. Để thương em hơn và nhận tấm lòng của em thì chị sẽ liên hệ bên Mặt trận Tổ quốc, thì em nhờ đây em nhờ chị Hồng liên lạc kết nối giúp em để em trích lại một chút nhỏ trong tâm mình để an ủi, chia sẻ với tất cả mọi người. Ai cũng có nỗi đau, mình cố gắng. Chị cảm ơn em rất là nhiều.